Trước mặt các bạn là cảnh quay heo tại một gia đình có đám cưới. Và đây thì họ quay heo vào ban đêm các bạn ạ, để đại tiệc vào trưa ngày mai. Các bạn có thể thấy là trước mắt một cái cảnh rất đẹp, vừa quay heo vừa hát karaoke loa kẹo kéo. Có thể nói là một cảnh tượng rất vui và rất thú vị. Cùng tôi các bạn hãy đến tìm hiểu thêm nhé. Hai con heo các bạn, hai con heo bay nha, rất tuyệt vời. Đám cưới của người đồng bào dân tộc Nùng các bạn, ngày mai mới đám cưới mới diễn ra. Nếu hôm nay thì các hoạt động vui chơi chào mừng đã rất sôi nổi rồi. Karaoke này. Chân tôi vào bên trong nhà nhé, xem các cô chú, các anh chị, những người lớn tuổi hơn thì sẽ chào mừng cái đám cưới này như thế nào. Bây giờ mời các bạn ta sẽ vào nhà. Ta nói vui là gọi là đột nhập vào phía trong tư gia của gia đình. Sau khi mà thanh niên hát hò nhảy múa xong rồi, nhạc sống xong rồi thì các cô chú anh chị lớn tuổi biết hát xì ở lại và họ đang giao lưu hát xì các bạn ạ. Các bạn nghe thì những làn điệu hát xì rất đặc biệt các bạn ạ. Bây giờ ta lại sẽ tìm hiểu. Các bạn thấy chưa? Rất đặc biệt nhé. Đây là đám cưới của người đồng bào dân tộc Nùng phía Bắc, Sơn vào. Tuy nhiên người ta vào đây ở cũng
đã khá lâu rồi, nhưng mà bà con nhân dân thì vẫn còn giữ được cái nét văn hóa đặc trưng của trong dịp lễ Tết, đặc biệt là đám cưới, những việc đại hỷ của gia đình đều tổ chức hát xi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chiều à. Na na lo lo ma ba jong ma di lo si na. Na na ki ao na ding dai lo na de a mi noi mo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vân tay của luôn đấy à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.